cháu xin giới thiệu, cháu là Sữa Sữa, cháu là chuyên gia bất động sản, chuyên nhà liền kề thổ cư với 12 tỷ. Không, đừng có gọi, Sữa Sữa đang làm việc. Sữa Sữa đang làm việc rất nghiêm túc luôn. Sữa Sữa đang làm việc. Sữa Sữa đang đi xem căn nhà ở Tân Mai. Giá 10, gần 10, bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi nhỉ, Sữa Sữa nhỉ, giá bao tiền nhỉ con nhỉ? Sữa Sữa ơi, cái căn nhà này bao tiền nhỉ, quên mất rồi. 13 tỷ 80 sao đúng không? Đúng không? Sữa Sữa. Nào, tổng diện tích 90m nhân về sâu tầng. Đang giới, đang giới thiệu mà lại còn nói thế à? Mà lại háo hồn nhé. 90m nhân với sâu tầng, có thang máy. Chủ nhà đang theo bán là với 4 tỷ. Bây giờ 13 tỷ 8 là các bác cũng bán rồi. Các cô các bác ơi, các bộ các bác có nhu cầu thì liên hệ với Sữa Sữa nha. Sữa Sữa phụ trách mảng bất động sản liên kề nhờ chủ cư dưới 13 tỷ nha. Thầy Sữa Sữa giỏi không? Các bác thầy Sữa Sữa giỏi không? Đấy, cháu đang phi xe máy view trên đường để đi xem nhà đây. Cháu đi xem nhà đây à. Hỗ trợ cháu còn có bố xe sữa. Đây này, hỗ trợ cháu còn có bố xe sữa đây này. Bố xe sữa chuyên phụ trách cái khoản lái xe, lái sữa chở chưa đi đó. Đấy, xe sữa kìa kìa, xe sữa kìa kìa. Nó nhìn xe sữa đấy, nó nhìn theo xe sữa đấy, đều chưa? Xe sữa đừng có phớt lờ Sữa Sữa thế nha. Sữa Sữa nhảy xuống, Sữa Sữa đòi chạy theo đó. Này nhìn này, nó cứ ngoái theo Sữa Sữa, xe sữa này. Sữa Sữa nó cứ nhìn theo xe sữa này. Các bác ơi, bố xe sữa của cháu bỏ rơi cháu làm sao? Cháu cứ ngoái lại cháu tìm đây này, nhìn này, đều không? Cứ ngoái lại đều không? Tìm này, tìm xe sữa này. Đấy, đấy, cứ ngoái lại nhìn xe sữa đó, đều không? Như kìa, xe sữa đấy. Đấy, thấy chưa? Xe sữa đấy, xe sữa của nó đấy. Ôi, úi dồi ôi, nó dậy. Úi dồi ôi, úi dồi. Bảo xe sữa bế nó đi. Đấy, đấy, xe sữa và sữa đấy. Dạo này đi xem nhà nhiều bô phờ quá.